Mùa Tết này, nếu có nhu cầu mua sắm đồ công nghệ, các bạn hãy đến ngay Saphonex để tận hưởng những ưu đãi tuyệt vời. Saphonex luôn đồng hành và góp phần tạo nên mùa Tết an cho vạn gia đình Việt. Cao Tiến, thần bài Hồng Kông, kẻ tung hoành tất cả các sòng bài vô địch thủ, đánh đầu thằng đó. Thất bại duy nhất trong cuộc đời Cao Tiến là bạn, thứ đệ tử tồi tệ năm nào cũng làm mất mặt thầy. Đây là phu nhân vua cờ bạc Janet, còn đây là Cao Nghĩa, em họ kiêm trợ lý của Cao Tiến. Hôm nay Cao Tiến có cuộc hẹn đấu với đệ nhị cờ bạc server Nhật Bản. Video này được mang đến bởi Content Hạnh Phúc, editor Trung Khỉm và tôi Quán Quại. Video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc và học tập. Được chúng tôi tổng hợp và cóp nhặt từ nhiều nguồn thông tin. Nếu có gì sai hoặc cần đính chính, các bạn hãy vui lòng comment ở phía bên dưới để chúng tôi cùng rút kinh nghiệm nhé. Hôm nay Cao Tiến có cuộc hẹn đấu với đệ nhị cờ bạc server Nhật Bản. Hôm nay đánh 2 ván. Cao Tiến tự tin nếu thua một ván thì coi như là thua luôn. Ván đầu hai bên đánh mặt trược, nhưng mà là trộn mấy quân mặt trược lên, rồi hai bên đánh nhau tranh giành. Bên nào cao điểm hơn thì thắng. Nói chung là tôi thấy hai bên bốc bừa. Cao Tiến hơn điểm nên thắng ván đấu. Ván thứ hai, cao thủ Nhật Bản nhường cho đệ tử ra trận, vì trận thứ hai là thi sóc lọ. Bên nào sộc sặc ra nhỏ hơn thì thắng. Chị cao thủ Nhật Bản lộ bờ vai xăm hình con rồng, tay cầm cái lọ lắc 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 lắc, rồi đập cái bốp xuống bàn. Sáu con sộc sặc bên trong xếp thành một hàng dọc, con nào con ấy đều ra một điểm hết. Cái này là điểm thấp nhất rồi, cao thủ Nhật Bản coi như là thắng chắc. Nhưng Cao Tiến vẫn mỉm cười tự tin. Anh yêu cầu một quả lọ kim loại cho chắc tay. Cao Tiến cầm cái lọ lắc như Alzheimer, đổ ra 5 con 1 với một quả Sena. Quả Sena thì âm cả tỷ nên Cao Tiến thắng đầy thuyết phục. Ai nấy cũng đều vỗ tay. Sau trận đấu, cao thủ đệ nhị Nhật Bản mời gia đình Cao Tiến một bữa. Hai bên nói chuyện với nhau bình thường. Làm tôi thấy việc Cao Nghĩa làm phiên dịch viên trong lúc đánh cược ban nãy thật là vô nghĩa. Cao thủ Nhật Bản muốn nhờ Cao Tiến đấu với vua bài Trần Kim Thành, một kẻ bị truy nã đến mức có thể tự do đi lại ở hải phận quốc tế. Trần Kim Thành từng giúp bọn Bất Lương ép cho cha của cao thủ Nhật Bản tự rạch bụng. Cao thủ Nhật Bản đã tu luyện trong 3 năm để có thể quyết tâm rạch bụng, ép Cao Tiến nhận lời đánh bại Cham Cam Sinh vào 2 tháng sau. Cao Tiến cũng vui vẻ nhận lời. Cao thủ Nhật Bản liền tặng cho Cao Tiến một tay bảo vệ siêu cấp, anh Long Phai. Anh Long Phai không biết hét biến hình, không biết kéo dài tay, không biết bắt ấn. Nhưng anh Long là cựu đặc nhiệm Việt Nam đào tạo. Anh Long không đánh bạc, nhưng biết đánh các con bạc. Nói chung là vệ sĩ hoàn hảo cho Cao Tiến. Nhưng Cao Tiến không cần, chỉ thu danh thiếp của anh Long lại thôi. Cao Tiến sau đấy bảo Cao Nghĩa đưa Janet về Cao Lãng Trang, còn anh thì tối nay phải đi giúp người khác đánh bạc. Trong lúc này ở một chỗ nào đấy mà tôi không biết, đây là Đao Tử. Đao Tử dẫn bạn gái Giao cùng thằng em Quạ đến một sòng bài nhỏ để phát tài phát lộc, nhưng mà là phát tài phát lộc cho người khác. Lần nào Đao Tử đến cũng bị nhà cái ném ra từ tầng 2, nhưng mà xong thì lần nào Đao Tử cũng mò đến để đánh. Đấy nó gọi là sức hút của việc phát tài. Giao thì cũng khuyên Đao Tử đừng có đánh bạc nhiều nữa, để dành tiền mà cưới cô, hoặc là để dành tiền để sắm đồ tại chương trình Tết End của Saphonex. Chúng ta bày tỏ yêu thương đến những người thân xung quanh bằng cách tặng những món quà công nghệ bổ ích mà lại còn giá tốt và nhiều ưu đãi dịp Tết này, giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn và góp phần kết nối mọi người lại với nhau. Anh em nhanh chân ra chợ Tết End từ ngày 19 tháng 1 đến hết ngày 18 tháng 2 năm 2024 để sắm ngay điều giá tốt, mà mua càng nhiều thì lại giảm giá càng nhiều. Đặc biệt Saphonex đang hỗ trợ trả góp 30, không lãi suất, không phụ phí và không cần trả trước. Muốn biết chi tiết hơn thì bấm ngay vào đường link sắm Tết End tôi để ở dưới phần mô tả và bình luận. Quay trở lại với phim, Đao Tử thì bảo đánh dần cho quen, để sau này làm canh bạc lớn nhất đời người là cưới vợ cho nó thành công. Nói chung là nghiện thì văn vở lắm. Đao Tử dỗ ngọt một tí là hai người lại vui vẻ sánh vai trên con đường nhỏ dưới ánh hoàng hôn ngay. Đúng lúc đấy thì một tay Ấn Độ dắt chó chặn đường hai người lại để hạnh hoại. Giao thì níu Đao Tử lại, không thì anh này tí lao vào cắn con chó. Nhưng mà không báo thù thì không phải là quân tử. Tối hôm đấy Đao Tử dẫn Quạ đi đào một cái hố trên con đường nhỏ, rồi treo thật nhiều vỏ lon lên hàng rào bên cạnh. Ngày mai tên dắt chó đi qua đây kiểu gì cũng dẫm hố ngã xuống. Họ chỉ cần nghe thấy tiếng vỏ lon kêu kêu là biết ngay kế hoạch thành công. Quay lại với Cao Tiến, anh này đang vừa ăn sô-cô-la vừa trợ trận cho người bạn đánh bạc, nhưng tay phát bài gian lận để ép cho anh bạn này phải thua. Cao Tiến thấy hết, nhưng chỉ bình tĩnh khuyên bạn là đen quá thì nghỉ sớm thôi. Nhưng nhà cái bên kia thì kích đều, thế là Cao Tiến đành ngồi xuống gọi là chiều lòng các đại gia. Cơ mà Cao Tiến yêu cầu đổi sang em gái phục vụ chia bài cho nó có không khí. Dù sao thì phục vụ cũng là người của họ. Giờ mà bên kia không đồng ý đổi người thì có khác gì thừa nhận là gian lận. Cao Tiến nhận con át cao nhất bài nên được đặt cược đầu, hay còn gọi là tố đầu. Anh này tố luôn lên cao vút, làm cho đám còn lại nghĩ bài anh này phải siêu cấp VIP Pro nên bỏ hết. Ngay ván đầu Cao Tiến đã dùng sự tự tin dọa đám người kia không dám chơi luôn. Đến ván thứ hai, Cao Tiến lại dùng tiếp trò tố siêu cao đấy để ăn thêm phát nữa. Cơ mà như này thì chỉ ăn được bé bé thôi. Đến ván thứ ba, một tay chơi có được đôi 10 ngay từ đầu trận. Cao Tiến thì lộ ra có một con quy. Lượt chia bài đầu tiên thì tay kia có thêm con 10. Cao Tiến lại thêm một con quy nữa. Lần này thì bài của ai cũng đẹp rồi. Tay kia thì chơi lớn tố hết luôn trong một ván. Cao Tiến không ngần ngại theo luôn. Hai lượt chia bài cuối cùng được đưa ra, con 10 cuối cùng lại về tay của Cao Tiến.
Tay kia dù không thể có tứ quý nhưng ba con 10 thì cơ thắng cũng to lắm rồi. Hắn vênh váo lật bài, nhưng mà con bài úp của Cao Tiến lại là một con quy. Ba con quy thì ăn đứt ngay ba con 10. Thua kiểu này tay kia cay không chịu nổi. Bề ngoài thì hắn thả cho Cao Tiến với bạn đi, nhưng sau lưng thì lại cho người đuổi theo. Cao Tiến thì lường trước được mọi chuyện, nên bảo Cao Nghĩa đưa bạn mình đi trước, còn anh thì sẽ ứng phó mọi chuyện. Cao Tiến thì cũng không ngu mà ở trên xe để đợi đám côn đồ đến, trốn lên tàu hỏa từ lúc nào. Đám côn đồ vẫn chưa chịu buông tha, chúng đi thẳng lên mấy chuyến tàu để tìm. Nhưng hành khách trên tàu thì còn có cả anh Long Phai. Đám côn đồ tên nào tên ấy giao kéo gậy gộc, thế mà anh Long Phai một mình chấp hết vì anh có súng. Và thế là chúng ta có cái meme này. Cao Tiến đi ra cảm ơn Long Phai, rồi nhẹ nhàng kéo phanh khẩn cấp. Cao Tiến xuống tàu đúng ngay chỗ con đường nhỏ gần nhà Đao Tử. Anh cũng gặp tay Ấn Độ dắt chó luôn. Cao Tiến lườm một cái, hai con chó sợ hãi quay đầu luôn. Cao Tiến mỉm cười bỏ đi, nhưng lại đạp chân đúng vào cái hố Đao Tử đào. Anh ngã lăn xuống dưới, đập đầu vào một tảng đá lớn. Đám Đao Tử lúc này nghe thấy tiếng thì chạy ra. Họ khẩn trương bế Cao Tiến để nhờ bà chữa chạy băng bó. Đao Tử phát hiện ra trong túi áo khoác của Cao Tiến có rất nhiều tiền, nhưng Giao không cho phép anh cầm hộ. Trong ví thì lại không có căn cước. Đưa đi bệnh viện thì tốn tiền, họ đành phải để Cao Tiến ngủ lại ở đây. Nửa đêm bên nhà bà ngoại vang lên tiếng hét. Hóa ra Cao Tiến thức dậy chạy vào ôm bà. Anh này giờ đã mất hết ký ức, đầu óc trở thành một đứa trẻ con. Giao trả lại cho Cao Tiến tiền trong túi áo, nhưng Cao Tiến thì chỉ liên mồm đòi sô-cô-la. Thế là Giao gọi luôn anh là sô-cô-la cho tiện. Mấy ngày sau đó, Cao Tiến sinh hoạt luôn ở đây. Đao Tử thì cứ nhăm nhe lừa tiền của anh, lừa, ép, đục, khoét đủ trò cả. Nhưng mà Cao Tiến tàn nhưng không phế. Lừa với cao tơ lừa nó là bản năng của anh rồi. Một ngày Đao Tử đưa Cao Tiến đến sòng bạc để bày trò đóng kịch vay tiền. Kế hoạch là Cao Tiến sẽ giả vờ là ông anh họ của Đao Tử, giàu nhưng ngờ nghệch. Hôm nay họ đến để đánh bạc với tay chủ quán. Trước khi vào ván bài thì Cao Tiến nói muốn xem đua ngựa, rồi nhờ chủ quán mượn tiền mặt rồi giả vờ đi đặt cược để chạy trốn. Nhưng tay chủ quán có sẵn người ở chỗ đua ngựa, chỉ cần alo một phát là bên đấy tự vào luôn. Thế là kế hoạch của đám Đao Tử đã đổ bể ngay lập tức. Giờ thì cả đám phải ở lại để đánh nốt ván bài. Cơ mà tên chủ quán ra được đôi át, nhưng Cao Tiến vẫn tự tin vừa ăn sô-cô-la vừa vung tiền ra tố tiếp. Bài úp của Cao Tiến là một con 9 rô, thêm vào với bài ngửa thì đã có đôi 9. Cửa thắng thì cũng có, nhưng còn bé hơn cả chim bạn vào mùa đông. Cao Tiến vẫn tự tin tố tiếp. Bài của tay chủ quán có thêm một đôi dây nữa. Cao Tiến lại vung tay cược hết mặc cho Đao Tử bên cạnh ngăn cản. Lá bài cuối cùng của chủ quán là quy. Chốt lại thì tay này có 2 đôi. Cao Tiến cầm con bài cuối cùng lên, tay nặn nặn dặn dặn. Cuối cùng thì lại ra con 3. Tay chủ quán thế là thắng rồi. Cao Tiến im lặng nhìn về quân bài chưa lật của mình. Anh cười vui vẻ lật ra ngay con 3, dù ban đầu ai cũng nhìn thấy đấy là con 9. Ba con 3 thì lại thành thắng rồi. Trình độ của anh Cao Tiến này là trình duyệt Google đổi trắng thay đen rồi. Bảo sao các đồ đệ thằng nào cũng phế như thằng nào. Tay chủ quản lật mặt đòi chơi rút bài. Thắng thì hắn mới chịu trả tiền. Ông này rút luôn ra cây át cơ. Cao Tiến đập luôn vào mặt hắn con bài phải nói là to hơn thế một tí. 2 bích. Thế là cả đám lại tay không quay về. Cơ mà cuối cùng con ngựa Đao Tử đặt bừa để lừa tay chủ quản lại về nhất thật. Vậy là lại có tiền đem về. Cơ mà Đao Tử thì thắc mắc ngay cái trò đổi bài của Cao Tiến. Nhưng mà Cao Tiến không chịu nói. Thậm chí anh này còn giấu hết bài đi. Mà Cao Tiến vẫn nặn ra được lá anh cần. Là một người thiết thực với chủ nghĩa duy vật, Đao Tử dẫn ngay Cao Tiến đi phá đảo sòng bài, trải nghiệm cuộc sống của người giàu sang. Đến một ngày, gia đình của Giao đòi gặp Đao Tử, mà Đao Tử thì lại bận đi tìm nhà, nên là Giao đành phải nhờ Cao Tiến đóng giả để gặp mặt. Kịch bản thì cũng được biên hết rồi, nhưng mà Cao Tiến đối mặt với ba mẹ vợ thì không có kinh nghiệm như là đánh bài, thế là mọi thứ toang toác hết cả. Đao Tử xuất hiện ngay lúc bố Giao tức đến muốn bóp cổ Cao Tiến, anh lao vào tẩn cả bố vợ luôn. Cuối cùng thì hai ông bà không chịu được mà bỏ về luôn. Cao Tiến và Đao Tử thì tự nhiên ngồi ăn nốt bữa cơm, mặc kệ ông bà già nhà Giao luôn. Ngày hôm sau do tiêu xài nhiều quá nên Đao Tử dẫn cả bọn đi vay tiền để đánh bạc tiếp. Lần này Đao Tử đắp 50 triệu đồ hiệu lên người, nên anh Thành cũng sẵn sàng cho vay rất nhiều cốc cà phê. Có tiền thì Đao Tử lại giục Cao Tiến đi kiếm thêm tiền. Nhưng mà quạ chưa kịp đi mua sô-cô-la về, nên Cao Tiến không có hứng đánh bạc. Mà đến lúc mua về thì lại không đúng loại mà Cao Tiến thích ăn. Thế nên đợi lúc Đao Tử đi vệ sinh, Cao Tiến dùng toàn bộ tiền đấy để mua thuốc lá từ tay nhà cái. Đao Tử cực kỳ tức giận, anh quyết định dắt Cao Tiến đem bỏ giữa đường phố. Cao Tiến thì cứ ngơ ngác đợi Đao Tử quay lại đón, mà không biết ông bạn lúc này đã bắt xe bus đi về nhà mất rồi. Đao Tử trên xe đã gặp được một bà mẹ đang đánh con. Thằng bé khóc lóc khiến cho Đao Tử nghĩ đến Cao Tiến. Ừ thì Cao Tiến cũng sai, nhưng chẳng khác gì đứa trẻ này, cũng chẳng biết là mình làm sai. Giờ bỏ Cao Tiến giữa đường thế thì ác quá. Đao Tử lập tức xuống xe, chạy ngược lại về chỗ cũ nhưng không thấy Cao Tiến đâu cả. Anh chạy khắp nơi, rồi cuối cùng cũng thấy Cao Tiến đang ôm bóng bay cười ngây ngô ở bên vệ đường. Đao Tử vui mừng đi tới, hứa sẽ không bao giờ để Cao Tiến một mình nữa. Cuối cùng hai người đàn ông cầm bóng bay đuổi theo nhau trên đường. Ha, gay check. Đao Tử sau đó đưa Cao Tiến đi khám bệnh. Bác sĩ bảo cần phải vật lý trị liệu để chữa mất trí nhớ, nhưng sẽ rất là đắt. Đao Tử đành bàn với Giao bán đất đi để chữa bệnh cho Cao Tiến.
nhưng mà thế thì lại chẳng có tiền để trả nợ cho anh Thành. Thế là cả đám phải đi trốn nợ ở nhà bạn của Đao Tử, cụ thể thì là nhà Thổ. Đến ngày đưa Cao Tiến đi trị liệu, Đao Tử lại gặp ngay anh Thành cũng đi khám bệnh. Anh này lập tức nhảy qua cửa sổ, trèo ra giàn giáo bên ngoài. Sau một hồi thành long các thứ với giàn giáo, Đao Tử bị bắt lại. Giao với Quạ không biết chuyện nên đi tìm Đao Tử khắp nơi. Để Cao Tiến ở nhà test bao cao su cho khác, anh ngồi chán liền lục lọi túi áo vest và tìm thấy danh thiếp của Long Phai để lại. Cao Tiến nhớ nhớ không không gọi vào số đấy rồi dập ngay. Long Phai nghe máy liền nhận ra ngay đây là vị thần bài mất tích. Lúc Giao về nhà Thổ thì gọi ngay cho anh Thành. Phía bên kia đòi trả hết nợ trước ngày mai, nếu không sẽ biến Đao Tử thành cái tay phải của Huấn Hoa Hồng. Trong lúc bế tắc không tìm đâu ra tiền để trả, Giao bỗng thấy bóng lưng của Cao Tiến thực sự giống thần bài. Thế là cô cho Cao Tiến mặc đồ vuốt tóc các thứ để đến gặp anh Thành, để thần bài giả vờ làm thần bài đi chuộc Đao Tử ra. Nhưng anh Thành chưa bao giờ gặp thần bài thật cả, nên đưa ra thử thách cho Cao Tiến. Làm sao mà cháo bài chia cho ông ta từ át đến ca bích. Ban đầu thì Cao Tiến lóng nga lóng ngóng chẳng làm được việc, nhưng Quạ nhồi cho anh một đống sô-cô-la mồm, kích hoạt sức mạnh của thần bài. Cao Tiến lại nở nụ cười tự nhiên như PS, hoàn thành thử thách trong chớp mắt. Anh Thành muốn lật mặt thì bị Cao Tiến dùng dao uy hiếp. Ý là con dao ấy, chứ không phải là người yêu của Đao Tử đâu nhé. Mà dao cũng cướp lấy con dao, đâm thẳng vào đùi anh Thành. Dưới sự uy hiếp thì bọn này phải thả Đao Tử ra. Trong lúc này ở biệt thự Cao Lão Trang, Janet ngày đêm tâm sự với máy ghi âm về nỗi nhớ Cao Tiến. Đúng lúc đấy thì Cao Nghĩa xông vào, muốn doãn Chí Bình chị dâu. Cao Nghĩa thì đã ganh ghét với anh họ đã lâu, hắn ta muốn nhân dịp này chiếm đoạt cả người lẫn tiền bạc của Cao Tiến. Janet lừa ghi âm lại hết lời nói của tên này, nhưng vì một lòng thủ tiết nên bị Cao Nghĩa ném từ trên tầng xuống. Cao Nghĩa lúc bất lực ngã ngồi lên giường thì lại phát hiện ra máy ghi âm. Anh này lôi hết dây cassette ra. Cái này thì chắc 2K cuối đời cũng chẳng biết đâu. Cao Nghĩa dùng bật lửa đốt nó đi, nhưng một cơn gió thổi tắt ngọn lửa, khiến cho đoạn băng chứng cứ vẫn cứ ở đó. Cao Nghĩa sau chuyện đấy thì đến tìm thế lực của vua cờ bạc Trần Kim Thành để hợp tác tiêu diệt Cao Tiến. Chắc từ thông tin của Cao Tiến đã lộ ra từ chỗ anh Thành, nên Cao Nghĩa muốn lợi dụng kẻ thù để tiễn Cao Tiến đi vĩnh viễn luôn. Ngay trong ngày hôm đó, 3-4 xe chở đám côn đồ đến nhà Thổ. Lúc này ở bên trong, đám Đao Tử đang xếp đồ để rời đi, bỗng dưng một tiếng gõ cửa vang lên. Long Phai xuất hiện ở bên ngoài cửa với khẩu súng. Anh Long đến đây là để bảo vệ cho Cao Tiến. Thế là bọn Đao Tử biết mình thực sự sống cùng thần bài mấy ngày qua. Đúng lúc đấy đám côn đồ lao vào từ mọi đường, anh Long đành phải hộ tống cho mọi người chạy đi. Nhưng đối thủ quá đông khiến cho mọi người bị tách nhau ra. Cao Tiến bị Cao Nghĩa tìm thấy trước. Ban đầu thì thằng em họ vẫn giả vờ quan tâm, nhưng khi biết Cao Tiến mất trí nhớ thì lột mặt luôn. May mà Đao Tử đến cứu kịp. Cao Tiến chạy đi thì gặp được Long Phi. Anh Long tả xung hữu đột hạ từng tên một, nhưng kẻ địch quá đông khiến anh bị bắn vào vai. Long Phi gào lên bảo Cao Tiến giúp đỡ. Trong giây lát, thần bài đã quay trở lại. Không phải gọi anh này là vua trò chơi, không, phải gọi anh này là vua trò chơi. Từ cờ bạc cho đến bắn nhau, cái gì anh cũng làm giỏi. Nhưng được một lúc thì thần bài lại hết linh. Cao Tiến lại như đứa trẻ và sợ hãi chạy thẳng ra ngoài đường, rồi bị xe tông cho bất tỉnh, đầu đập hết chỗ này đến chỗ khác. Cao Tiến lần này tỉnh dậy thì thức tỉnh hoàn toàn thần bài. Đầu anh này chẳng khác gì đồ điện tử, đập vài phát thì hỏng mà đập lại vài cái thì lại khỏi. Cơ mà ký ức với đám Đao Tử thì lại quên hết. Cao Nghĩa thì lại đeo cái mặt nạ anh em tốt lên. Anh cũng bày ra một lý do giải thích chuyện Janet đã tèo. Cao Tiến gục ngã trong đau đớn. Lúc này Đao Tử xông vào đánh Cao Nghĩa, nhưng bị Cao Tiến giữ lại cho Cao Nghĩa đánh. Bảo vệ cũng nhanh chóng đi vào bắt Đao Tử đi. Làm anh này oán giận một lúc. Vừa vào sinh ra tử với nhau xong mà Cao Tiến lại làm như thế này. Nhưng Đao Tử quyết tâm phải trả thù Cao Nghĩa. Cao Tiến sau khi ra viện thì về thăm Cao Lão Trang. Anh đi đến đâu thì nỗi nhớ Janet ập về đến đó. Đúng lúc đấy thì cao thủ Nhật Bản gọi đến báo lại chuyện đánh cược. Lúc này phe vua cờ bạc Hồng Kông muốn tính sổ với Cao Nghĩa. Nhưng đúng lúc Trần Kim Thành xuất hiện, Cao Nghĩa đề nghị giúp ông này chiến thắng trong trận đấu ngày mai, ăn tiền của Cao Tiến rồi ăn cả tiền cược của ngoài lề nữa. Cao Nghĩa nói rằng mỗi khi bài xấu thì Cao Tiến sẽ sờ vào nhẫn ở ngón tay út. Không chỉ thế, Cao Nghĩa còn bày ra trò đánh dấu bài, rồi dùng kính đặc biệt để xem. Bộ bài thì sẽ được hai bên kiểm tra. Cơ mà Cao Nghĩa là người kiểm tra của Cao Tiến, nên là trò gian lận này sẽ được thông qua thôi. Theo kế hoạch thì Trần Kim Thành thắng chắc. Sang ngày hôm sau, Cao Tiến được đưa lên một con thuyền cách xa bờ. Vì Trần Kim Thành bị truy nã nên phải làm như thế. Lần này Đao Tử giả làm tiếp viên tiếp cận Cao Tiến để nói ra chuyện Cao Nghĩa làm phản. Nhưng mà Cao Tiến bình tĩnh bảo Đao Tử đi theo rồi nói chuyện sau. Cao Tiến bước vào trong phòng đấu với quả nhạc nền huyền thoại. Khuôn mặt anh lúc nào cũng nở một nụ cười tự tin nhìn xoáy vào đối thủ. Sau khi hai bên đã kiểm tra bài xong, trận đấu chính thức bắt đầu. Bài vừa chia là Trần Kim Thành biết ngay Cao Tiến có con gì. Như thế ông này dễ dàng biết ngay lúc nào nên bỏ, lúc nào nên theo. Nhưng mà đến ván thứ 2 thì bài của Trần Kim Thành có đôi quy và đôi bảy. Cao Tiến có 4 con cơ. Nếu con bài chưa lật là cơ thì sẽ thắng. Anh liền áp lực bằng cách nâng cao tiền cược. Nhưng Trần Kim Thành tự tin nhìn thấy ký hiệu trên lá bài xác nhận đấy không phải con cơ, nên là ngửa bài ra chơi tới bến. Lần này thì Cao Tiến lỗ thực sự. Trong lúc đó, thuyền viên của con tàu đã bị khống chế mà không ai biết. Quay lại với ván bài, lần này Trần Kim Thành quay sang châm điếu xì gà. Đúng lúc đấy Cao Tiến đã che luôn con bài úp đi.
Bây giờ thì ván cược lại quay về đúng tính chất của nó. Nhưng Kim Thành có đôi quy nên dám tố theo luôn. Lá ngửa thứ hai đem về cho Cao Tiến đôi áp. Trần Kim Thành thì có thêm một con quy nữa. Lá tiếp theo thì không liên quan, nhưng Cao Tiến lấy hẳn tiền riêng ra đặt tiếp, đẩy tiền ván cược lên thật cao. Lá bài cuối cùng của Trần Kim Thành lại là quy, tứ quý rồi. Lá cuối của Cao Tiến lại là át. Bây giờ quan trọng nhất là lá bài cuối cùng của Cao Tiến là gì. Theo ký hiệu trên mặt phía sau thì nó là một con ca. Trần Kim Thành tự tin thắng chắc, mà Cao Tiến lại ra cái lệnh chơi tất, nên ông này theo luôn. Kim Thành lật tứ quý lên trong sự hoanh hoang. Cao Tiến thở dài lắc đầu, rồi lật lá bài cuối cùng ra con át. Lại là tứ quý rồi. Nhạc nền vang lên trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Hóa ra Cao Tiến đã biết thừa kế hoạch của Trần Kim Thành. Anh thậm chí còn có cả chiếc kính áp tròng để nhìn được ký hiệu ẩn đi. Ký hiệu con át cũng là do anh chấm lên đó để lừa đối thủ. Việc sờ nhẫn hôm nay cũng chỉ là giả vờ. Cao Tiến tươi cười ôm lấy Cao Nghĩa cảm ơn vì đã cùng anh bày ra mưu kế này. Trần Kim Thành nghe thì tức giận tưởng thật. Cơ mà lúc này Cao Tiến dí súng vào tay Cao Nghĩa, rồi gào lên thằng em họ muốn giết người. Trần Kim Thành lập tức nổ súng. Đúng lúc này anh Long Phai xông vào, dùng một khẩu súng khống chế một đống người phe kia. Lúc này Cao Tiến đi đến bên Cao Nghĩa đang hấp hối, lôi ra đoạn băng chưa cháy hết. Hóa ra Cao Tiến đã biết mọi thứ rồi. Quay lại với Trần Kim Thành, ông này tự tin vì tàu đang ở vùng biển quốc tế, chẳng ai dám bắt ông ta ở đây cả. Nhưng Long Phai đã chuyển hướng thuyền quay về Hồng Kông, cảnh sát lập tức ập đến. Trần Kim Thành phạm tội sát nhân chắc chắn là tù thêm 30 năm. Với độ tuổi này thì chẳng khác gì tù chung thân. Cao Tiến xong xuôi thì bỏ đi. Mỗi tội là vẫn chẳng nhớ ra Đao Tử là ai. Cơ mà khi Đao Tử về đến nhà, Cao Tiến đã xuất hiện bên cạnh bà ngoại. Anh chỉ cố tình giả vờ không quen biết để lừa mọi người. Và cái kết này sẽ tốt đẹp đến đâu thì hãy tự tưởng tượng nhá. Hết phim rồi. Và tôi còn quạ, xin chào và hẹn gặp lại.